gửi bài hát này cho tất cả các em nhỏ, bởi vì các em lúc nào gặp Minh Tuyết cũng yêu cầu bài hát này hết. Tuy rằng hơi khó khi mà hát bài hát này trên sân khấu, nhưng mà Vân ngày hôm nay một lần nữa xin gửi đến cho tất cả các em nhân dịp Trung Thu bài hát của nhạc sĩ Hoài An được mang tên Đã Không Yêu Thì Thôi. Xin mời quý vị khán giả sau đây. Thank you. Lời nói đâu